Với những thành tích xuất sắc trong học tập, ba học sinh trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã được nhận học bổng Odon Valley năm học 2021-2022. Đây là năm thứ 7 trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có học sinh nhận được học bổng này. Đó là em Phan Thị Hải Anh, lớp 11A11, giành huy chương vàng toàn quốc thi tiếng Anh trên mạng. Nguyễn Hoàng Hiệp, lớp 12A1, giải ba khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Em Trương Quốc Đạt, lớp 12A1, giải khuyến khích tin học cấp tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 13 triệu đồng. Học bổng Odon Valley ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học có tài năng xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam cùng giáo sư Odon Valley. Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ là trường trung học phổ thông không chuyên duy nhất của tỉnh Hưng Yên có học sinh được trao học bổng này. Đây là sự khích lệ động viên cũng là động lực để các em tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.